Đời tư bị phơi bày trên ứng dụng hẹn hò LGBT và phản ứng của Mono. Sáng ngày 12 tháng 9 vừa qua, cư dân mạng được dịp xôn xao khi thông tin cá nhân của ca sĩ Mono xuất hiện trên fanpage của một ứng dụng hẹn hò dành cho cộng đồng LGBT. Theo đó, bài viết được đăng tải từ cuối năm 2019, đề cập đến thông tin và đính kèm nhiều hình ảnh nữ tính của Mono, khiến nhiều người bắt đầu bàn luận về giới tính của anh. Chiều cùng ngày, sau khi bài viết trên rầm rộ trên mạng xã hội, nhiều nguồn báo chí đã nhanh chóng liên hệ phía nam ca sĩ để chia sẻ về tin đồn kể trên, nhưng phía Mono đã từ chối bình luận. Trong khi đó, dân mạng tiếp tục đào lại được một vài câu nói cũ của bố Mono và Sơn Tùng MTP nhiều năm về trước. Tôi rất sợ con trai dễ bị ảnh hưởng bởi nghiện ngập và đặc biệt giới tính lệch lạc. Tôi vẫn nói thẳng với Sơn Tùng, nếu con là gay thì đừng bao giờ bước chân vào nhà mình, dứt khoát không có bố, không có con. Ngay khi tin đồn đang lan truyền, Mono đã chính thức lên tiếng thông qua fanpage cá nhân của mình vào tối ngày 12 tháng 9 vừa qua. Qua đó, nam ca sĩ sinh năm 2000 phủ nhận việc sử dụng hay đăng tải thông tin lên bất kỳ ứng dụng hẹn hò nào. Mono cũng khẳng định không có chuyện anh hợp tác quảng cáo cho ứng dụng được đề cập trong tin đồn. Cụ thể, nam ca sĩ nhấn mạnh, Mono và Mono Team xin phép được làm rõ như sau. Mono và Mono Team xác nhận Nguyễn Việt Hoàng, hai còn được mọi người biết đến và yêu thương với nghệ danh Mono, chưa từng sử dụng hay đăng tải thông tin, hình ảnh lên bất kỳ ứng dụng hẹn hò nào. Ngoài ra, việc thông tin, hình ảnh cá nhân của Nguyễn Việt Hoàng, Mono, được sử dụng trên trang chính thức của ứng dụng hẹn hò nói trên là trái phép và chưa có sự đồng ý từ phía Mono và Mono Team. Mono và Mono Team cũng chưa từng ký kết hoặc trao đổi về việc quảng cáo ứng dụng này. Đặc biệt, Mono tuyên bố anh là người tôn trọng tự do giới tính, vì thế anh hy vọng mọi người ngừng sử dụng những từ ngữ phân biệt giới tính khi chưa có được sự đồng ý. Dòng chia sẻ của Mono sau đó đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm đông đảo của công chúng. Được biết, Mono có tên thật là Nguyễn Việt Hoàng, là em trai của nam ca sĩ đình đám hàng đầu V-pop Sơn Tùng MTP. Anh chàng mới debut với album 22 cùng ca khúc chủ đề Quên Anh Đi. Dù vấp phải nhiều tranh cãi về giọng hát, nhưng không thể phủ nhận sức hút của Mono khi anh liên tục xuất hiện trong các clip xu hướng trên mạng xã hội, hứa hẹn sẽ là một ca sĩ triển vọng trong làng nhạc Việt sắp tới. Xôn xao clip Hoài Lâm bơ phờ ngồi hát tại bàn nhậu, giọng hát yếu hẳn đi vì lý do sức khỏe. Thời gian vừa qua, Hoài Lâm đã vắng bóng khá lâu trên những sân khấu âm nhạc. Thay vào đó, nam ca sĩ tập trung phần lớn thời gian của mình để nghỉ ngơi cũng như thỉnh thoảng sẽ livestream hát hò tặng fan. Đáng nói, những video livestream của Hoài Lâm luôn thu hút lượng lớn người xem, đa phần là khán giả mong chờ được nghe nam ca sĩ hát. Mới đây, người hâm mộ lại được fan thích thú trước đoạn clip Hoài Lâm ngồi hát live trên bàn nhậu. Nam ca sĩ đã thể hiện thế mạnh của mình là những ca khúc bolero trữ tình, tuy nhiên lại bị phát hiện có chút bất thường trong giọng hát. Cụ thể, trong bản live lần này, Hoài Lâm đã hát tông khá trầm so với giọng nam cao thường thấy. Có ý kiến cho rằng có thể vì Hoài Lâm đang gặp vấn đề sức khỏe nên không thể hát cao. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng dù hát trầm thì nam ca sĩ vẫn thể hiện tốt về mặt cảm xúc. Bên cạnh đó, biểu cảm đờ đẫn và bơ phờ của Hoài Lâm tiếp tục khiến nhiều người tò mò. Nhiều khán giả không khỏi lo lắng cho tình trạng của nam ca sĩ khi ngoại hình và nhan sắc của anh xuống cấp không phanh và giọng hát có phần bất ổn. Được biết, cách đây không lâu, Hoài Lâm đã khiến không ít khán giả bất ngờ khi xuất hiện trên livestream với cách nói chuyện khó hiểu. Không những vậy, biểu cảm trên gương mặt của Hoài Lâm lại rất không bình thường khi liên tục ngủ gật và thân sắc bơ phờ khiến người xem livestream vô cùng hoang mang. Trước khi gây xôn xao vì đôi mắt đờ đẫn cùng ngoại hình xuống dốc, thì Hoài Lâm cũng đã từng cho ra mắt một vài sản phẩm âm nhạc, gần đây nhất là MV mới mang tên Trước Sau Trời Cũng Mưa. Được biết, Hoài Lâm là một trong những giọng ca trẻ đầy tài năng của làng nhạc Việt. Anh được đông đảo khán giả biết đến thông qua chương trình Gương Mặt Thân Quen. Khi ấy, sự nghiệp của Hoài Lâm lên như diều gặp gió với loạt bản hit đình đám như Hoa Nở Không Màu như những phút ban đầu. Tuy nhiên, nam ca sĩ bỗng chốc biến mất khỏi showbiz Việt khiến nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Và mới đây, những hình ảnh được cho là Hoài Lâm của hiện tại lại xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người hâm mộ vô cùng xót xa khi nhan sắc của anh chàng xuống cấp nặng nề, gương mặt luôn toát lên vẻ mệt mỏi, bơ phờ, không tỉnh táo và thường xuyên có những hành động khó hiểu. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Hoài Lâm, nhưng khán giả và người hâm mộ đều xót xa và cảm thấy tiếc cho một thời hoàng kim của nam ca sĩ. Ai cũng mong rằng giọng ca Hoa Nở Không Màu sẽ sớm lấy lại phong độ và trở lại với âm nhạc để có thể cống hiến cho khán giả nhiều bản hit hay hơn nữa. Bị gọi là cô bé bốn đời chồng, diễn viên Hoàng Yến lên tiếng đáp trả cực gắt. Mới đây, nữ diễn viên Hoàng Yến đã đăng tải clip đáp trả anti-fan khi bị đụng chạm đến đời tư tình ái. Theo đó, một tài khoản mạng đã để lại bình luận mỉa mai cô Xuyến về nhà đi con với lời lẽ cô bé bốn đời chồng, chán nhỉ. Trước lời lẽ khó nghe, Hoàng Yến đã thẳng thắn cả khịa ngược lại, cho rằng người này không được bốn đời chồng nên ghen tị. Nữ diễn viên đồng thời khuyên anti-fan không nên chui vào Facebook và TikTok của mình, tránh để cô phải sân si nói nặng.
Cụ thể, nữ diễn viên về nhà đi con đáp trả gay gắt. Kệ cô thích bốn đời hay 40 đời thì kệ cô, cháu không được như cô, cháu ghen tị à, cháu không được bốn đời chồng như cô thì cháu chán à, hay cháu nói cháu chán cô, cháu mà chán cô thì mặc nhà cháu đừng chui vô TikTok của cô, comment làm chi, đừng nhìn cô làm chi cho chán thêm, để cho những người yêu cô, thích cô người ta nhìn là được rồi. Ok, chui vào Facebook, TikTok của ai mà cháu thích ý, comment chán ngắt ra, để người ta phải sân si, thôi ngay nha, kệ cô nha, nhắc này là nhắc hơi nhẹ đấy, nữ diễn viên Hoàng Yến nói. Được biết, nữ diễn viên Hoàng Yến sinh năm 1976 và được đông đảo khán giả Việt biết đến thông qua nhiều bộ phim truyền hình miền Bắc, đặc biệt là vai diễn cô Xuyến trong bộ phim Về nhà đi con. Đi kèm theo sự nổi tiếng thì đời tư tình ái của cô cũng được nhiều người quan tâm. Hoàng Yến từng có 4 lần đổ vỡ trong hôn nhân. Lần kết hôn đầu tiên là khi cô mới 18 tuổi, cả hai chấm dứt khi cô phát hiện chồng có người khác. Diễn viên Hoàng Yến sau đó đã dắt con về và làm lại từ đầu. Sau đó, nữ diễn viên đã có thêm một con gái ở lần kết hôn thứ hai. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân lại đứt gánh sau 4 năm. Hoàng Yến tiếp tục hành trình tìm kiếm ngôi nhà hạnh phúc ở lần kết hôn thứ 3 với người đàn ông kém cô 8 tuổi. Tưởng chừng như kết thúc viên mãn, nhưng không may, hạnh phúc một lần nữa không mỉm cười với nữ diễn viên 7X. Sau đó, Hoàng Yến đã đến với người chồng thứ 4, tên Cao Thắng. Cả hai người có với nhau một người con gái. Sau 1 năm về chung nhà, vào tháng 2 năm 2021, nữ diễn viên công khai ly hôn người đàn ông này. Điều đáng chú ý, dân tình từng xôn xao trước thông tin nữ diễn viên bị chồng cũ tác động vật lý đến vỡ mũi vào hồi tháng 6 năm 2021. Rộ tin đồn liên quan đến giới tính của TikToker nổi tiếng Phùn Anh. Phùn Anh hiện tại đang là một trong những hot TikToker nổi tiếng trên mạng với hơn 4,1 triệu người theo dõi. Phùn Anh được biết đến với những video biến hình cực kỳ ảo diệu, vịt hóa thiên nga. Cách phối đồ trong mỗi video biến hình của TikToker này cũng cực kỳ hiện đại và được nhiều bạn trẻ yêu thích. Tuy nhiên, giới tính và gương mặt thực sự của Phùn Anh vẫn luôn là một ẩn số. Mới đây, tài khoản TikTok BTM đã bất ngờ đăng tải một video tiết lộ toàn bộ thông tin tiểu sử về Phùn Anh. Theo thông tin đó, Phùn Anh hoàn toàn không phải là một nam sinh như nhiều người vẫn nghĩ trước đây, mà là con gái. Bên cạnh đó, tài khoản TikTok này cũng cho biết Phùn Anh sinh năm 1993, năm nay 29 tuổi. Ngay sau khi thông tin Phùn Anh là nữ được lan truyền, một số người đã cảm thấy vô cùng bất ngờ. Số khác lại cho biết chỉ cảm thấy ngạc nhiên khi Phùn Anh đã 29 tuổi. Trước về phần giới tính thì hoàn toàn không có gì bất ngờ lắm, bởi ai thường xuyên theo dõi like của Phùn Anh sẽ nhận ra hot TikToker này sở hữu chất giọng của một cô gái. Bên cạnh đó, một số người theo dõi Phùn Anh lâu năm cũng cho biết TikToker này đã từng thừa nhận bản thân mình là nữ khi có một tài khoản hỏi cô là nam hay nữ. Theo đó, Phùn Anh cho biết bản thân mình không có gì ngạc nhiên khi mọi người cho rằng mình là nam vì bản thân TikToker cũng khá giống con trai. Và thời gian rảnh rỗi, cô thường lướt TikTok. Khi xem những video biến hình của Trung Quốc, Phùn Anh cảm thấy rất thú vị nên đã thử quay một vài video và vô tình đã lên xu hướng được đông đảo khán giả ủng hộ. Chính nhờ sự yêu thích của mọi người, TikToker Phùn Anh đã quyết định duy trì kênh và thực hiện thêm nhiều kiểu phối đồ khác nhau. Tuy nhiên, hầu hết các video biến hình đều đeo khẩu trang nên ít ai biết được nhan sắc thật sự của Phùn Anh. Thông thường, Phùn Anh chỉ cho mọi người thấy khuôn mặt đã được trang điểm trắng bệch, nhợt nhạt như người bệnh cùng nốt ruồi to bên khóe miệng. Hình ảnh này của hot TikToker khiến ai xem cũng phải bật cười và trở thành điểm nhấn riêng cho những video của Phùn Anh. Phùn Anh cho biết công việc chính của mình là làm nông, trồng khoai, bẻ ngô, chăn trâu, dù cực nhưng vẫn rất thích cái không khí và thực tại vô lo vô nghĩ đó. Ngoài ra, TikTok chính là nơi Phùn Anh kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên cho đến hiện tại, thông tin về việc Phùn Anh là nam hay nữ vẫn nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều khác nhau. Một số người vẫn cảm thấy khó tin trước thông tin trên vì không có bất kỳ một tấm ảnh nào xác nhận điều này. Xôn xao clip cô dâu 4 đời chồng chưa ly hôn đã tái giá, bị gia đình chồng cũ chặn xe rước dâu. Vừa qua, một clip được đăng tải trên TikTok ghi lại cảnh một đoàn người cùng nhau chặn đầu xe ô tô rước dâu gây xôn xao dư luận. Đáng nói, đằng sau hành động khó hiểu đó lại là một câu chuyện rất đỗi bất ngờ. Người gây ra cơ sự này lại chính là cô dâu. Cụ thể, theo chủ clip chia sẻ, vụ việc được ghi lại tại xã Sa Mạc, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Thời điểm đó, chiếc xe trắng này đang tiến vào ngõ nhà cô dâu. Bất ngờ, một nhóm phụ nữ từ đâu chạy đến, chặn đầu ô tô và không cho xe di chuyển tiếp. Dù người dân xung quanh nói thế nào, họ vẫn quyết không dừng lại. Thậm chí, một người trong số đó còn cẩn thận dùng đá ven đường để chặn bánh xe đề phòng bất trắc. Theo lời kể từ một người phụ nữ tự nhận là hàng xóm gần nhà của chú rể cho biết, cô dâu đã có 4 đời chồng và 2 người con. Dù bản thân chưa ly hôn, nhưng cô vẫn cưới người mới, hòng lấy hết tiền vàng mừng cưới. Biết chuyện, gia đình nhà chồng cũ đã đến tận nơi, cố gắng ngăn cản đám cưới mới của cô. Tuy nhiên, bên dưới clip, nhiều câu chuyện khác lại được đưa ra. Một số bình luận cho biết,
Thực tế, cô dâu mới chỉ có một đời chồng, nhưng người này đã không còn nữa do gặp chuyện ngoài ý muốn. Khi biết cô tái giá, người nhà chồng cũ đã chặn xe nhằm đòi lại tiền mừng cưới năm xưa. Những thông tin này đều chưa được kiểm chứng và xác thực. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ người xem. Hầu hết mọi người đều bất ngờ khi biết đến câu chuyện phía sau. Bởi nếu theo lời người phụ nữ tự nhận là hàng xóm nói, cô dâu đã cưới đến 4 đời chồng mà không đăng ký kết hôn, vậy mà chú rể mới tại sao lại không hề hay biết gì về vợ sắp cưới? Hiện tại, những người xuất hiện trong vụ việc vẫn chưa lên tiếng giải thích hay làm rõ thông tin. Dù vậy, dân tình vẫn không ngừng bình luận sôi nổi bên dưới đoạn clip.